động từ savoir. Savoir có nghĩa là biết, tức là mình biết làm một hành động hoặc là mình biết rằng đó. Thì đầu tiên là ta chia động từ savoir. Je sais, tu sais, il sait, elle sait, on sait, nous savons, vous savez, ils savent, elles savent. Rồi, ví dụ như chúng ta biết làm hành động gì đó thì chúng ta cứ để ngay cái động từ chỉ cái hành động đó ngay sát bên và ta không cần chia. Như vậy có nghĩa là hai động từ này nó cùng chung một chủ từ đó. Hai động từ này cùng chung một chủ từ. Nous savons parler anglais et français. Chúng tôi biết nói tiếng Anh và tiếng Pháp. Je sais utiliser un ordinateur. Tôi biết dùng một cái máy vi tính. Còn nếu mà mình phủ định thì mình hãy phủ định cái động từ phía trước, động từ savoir. Còn phía sau tôi vẫn giữ nguyên. Đây ta có động từ jouer, chơi. Je sais pas jouer au cartes. Mình đọc nhanh thì je sais pas, gần như là nút mất cả chữ nơ. Je sais pas jouer au cartes. Tôi không biết chơi bài. Ở đây mình có danh từ số nhiều, les cartes. À với lê thì ta gom lại thành ô, viết A-U-X. Nhưng ta đọc là ô thôi, ta không đọc là chữ xì ở đây. Ngoài ra đó, với động từ savoir, ta có thể nói là tôi biết rằng đó, thì sau đó ta để mệnh đề. Cô làm ví dụ đây, il sait que sa maladie est grave, mais il ne va pas chez le médecin parce qu'il a peur. Ông ấy biết rằng chứng bệnh của ông ấy là trầm trọng, nhưng ông ấy không đi tới chỗ bác sĩ tại vì ông ấy sợ.